tấn công sắc nét nhất kể từ đầu trận mà cầu thủ U19 Việt Nam đã tạo ra. Minh Dĩ. Sóng gió tạm thời trôi qua trước khung thành của thủ môn Cha Khon. Một tình huống phối hợp tấn công cực kỳ ấn tượng của cầu thủ U19 Việt Nam, nhưng đáng tiếc là trong pha bóng này, Đức Trình đã không thể chạm chân vào bóng. Trước đó, chúng ta cùng xem lại cơ hội nguy hiểm dành cho Gritides.